Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang đứng cạnh là chú của em Chúa và em Chúa là chủ nhà. Thì cũng nói thật với cô chú là phải rất là may mắn cho em Chúa khi nói chung là trong khi mình đã mất bố mất mẹ thì vẫn còn chú nâng đỡ cho mình. Thì hiện tại thì như cô chú thấy là chú với thím của em Chúa đang rất là nỗ lực hỗ trợ bé Chúa để giúp bé Chúa và các cháu có một ngôi nhà. Thì chú đang rất là băn khoăn và lo lắng trong cái công cuộc xây nhà này. Và hôm qua thì trong cái lúc chuyển vật liệu đúng không, thì có hỏi chú là có phải hôm qua chú dặn là lấy thêm một đá hộc đúng không? Định chú định mua là 15 khối đúng không? Nào, để yêu cầu cầu chỉ chỉ chứ. Yêu nếu mà yêu cầu chỉ chỉ trời đồ sáng đã sau đó họ tua đồ họ đồng mua họ để thiết tua thế. 15 khối. 15 khối một đá và lấy xuống là 15 khối đá hộc đúng không? Đúng rồi. À, đây thì em bảo với chú là chúng ta sẽ không cần đá hộc nhé. Chúng ta sẽ lấy nhiều hơn là lấy 20 khối bột đá và sẽ không lấy đá hộc nhé. Thì nói để cho chú biết bây giờ thì sẽ vào với chú để bàn cách làm việc như này xem ổn không. Đấy, em bảo đi. Tôi có rất lâu mà chỉ cho rằng do anh gọi chỉ chỉ cho không dễ là sẽ dạng nhất của tao. Đây. Tao mà. Đây thì đây chú em với chú của chú đi nhá. Ở đây nhá. Thì theo cái đợt trước của mình này thầy này. Theo cái đằng này đợt trước thì có nghĩa là mình đang bảo là mình xây cái móng này đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em bảo với chú của bé Chúa nhá, với Chúa nhá. Nghe anh nói luôn là chúng ta sẽ không thuê thợ xây cái móng đá này nữa. Vì thuê thợ xây cái móng đá này thì thợ bảo là đấy, hôm nay giá là 28 triệu đến 31 triệu đấy. Thì cái móng này sẽ không liên quan đến thợ xây nữa. Chúng ta sẽ hôm đấy em sẽ nhặt hết cỏ đi rồi. Phát hết cỏ đi. Và lúc đấy anh với thề với chú em sẽ hỗ trợ em là khi chúng ta dỡ hết cái ván này này, dỡ hết cái ván này ra thì sẽ lấy cây đóng cọc vào hai đầu, đóng cọc vào đầu này với đầu này, đầu giữa này, đóng từ bên này ra bên kia luôn để chúng ta xếp cái ván vào. Đóng em hiểu không? Ví dụ nhá, đóng cái cọc xuống như này, xong rồi xếp ván bên cạnh này, xếp thẳng lên này. Và sẽ thay vì dỡ cái này xây móng đá, chúng ta sẽ có bột đá, chúng ta sẽ đổ trực tiếp vào. Em nói cho chú ấy. Thề nói cho chú đi. Bảo là có nghĩa là mình đóng cọc vào. Đây. Chúa không xây dựng đây, em không cần phải đâu. Chúa không xây dựng đây này. Chỗ này thì Chúa không xây dựng thì Chúa không hiểu. Đây, mượn một cái cây này. Đây nhá. Không thể đứng ở bên này cho đỡ chói. Đây nhá, thì có nghĩa em bảo với chú là mình sẽ đóng cái cọc như này. Xuống. Xong rồi lấy cái tấm ván kia, đây ví dụ đây là cái miếng ván này, sẽ xếp như này. Đấy, xong rồi đổ bê tông vào đây luôn. Xong rồi lấy chỗ này làm mặt bằng luôn. Mình sẽ làm như thế để cho nó cái mặt này nó sẽ nhung nhung luôn, đẹp luôn. Cũng mà. Cái này là mình sẽ tự ua công, tự làm. Vì cái này thuê người ta dỡ này là mất thêm tiền công. Cái chỗ này sẽ làm cuối cùng nhá. Chỉ biết chậm. U mà hòn u này ua thế mà. Cái này sẽ làm cuối cùng. Đây này, bắt đầu đi vào nhà đi, cái mở cửa chưa hay là đóng cửa rồi? Khoảng thế thì thôi đi vào trong này luôn.
thầy bảo nhá, thì chỗ này sẽ làm cuối cùng, xong rồi trong này này thì không, đấy là mình không cần đá học là như vậy. Đây còn ở trong này, ở trong này thế nhá, thì bảo chúng ta vẫn vẽ giống cái sơ đồ thứ hai, là sẽ đào cái móng này xuống. Ví dụ nhá, đây ví dụ cái móng ở cái nhà này đang bằng như này đúng không, thì chúng ta sẽ đào xuống cái này, đào xuống sâu rơi tầm 30 phân thì chúng ta sẽ 30 phân hoặc 40 phân thì chúng ta lấy luôn cái bê tông này và chúng ta sẽ lấy đá ở ngoài giải một lượt ở dưới, giải một lượt ở dưới xong rồi đổ bê tông vào, đổ một ít bột đá vào, xong rồi làm dầm sắt kia, làm một cái móng ở đây, xong rồi sẽ đổ cái móng đấy sẽ bằng cái mặt này luôn, xong từ đó sẽ xây gạch lên, chúng ta không cần đá hộc nữa. Đó em bảo thế. Đào sâu xuống hoặc 40 phân. Sẽ làm khung cứng luôn. Làm dầm luôn, làm khung cứng luôn. Làm khung cứng cho cái nhà chắc luôn. Đó. Nếu xe xuyên đổ xuyên hợp lô phát thì đây 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 này. Đây cái móng của mình ở dưới này, cái mặt này ở đây, đấy thì sau này xây gạch sẽ xây lên luôn và sau này chúng ta sẽ tận dụng luôn cái nền của em và sẽ để cho bác thợ sẽ đánh cân bằng và lúc đó là đổ dầm và xây xong và chỗ này chúng ta láng một lượt luôn là đẹp luôn đấy, chứ không phải là đá hộc làm gì cả, chứ bây giờ mất thêm tiền đá hộc vì sáng nay như bên chuyển vật liệu ấy chỉ vô tới tầm, chứ bây đá hộc là vào đây là 400.000 một khối. 400.000 một khối mà ví dụ hôm nay là mua 15 khối thì chúng ta cũng mất tương đối tiền và cái thứ hai là vận chuyển. Đấy nên là chúng ta tận dụng luôn cái nền móng cũ này. Vì cái móng này là ngày xưa là mình đào từ lâu rồi đúng không? Thì cái móng này là đất thịt rồi thề. Đất này đất thịt rồi thì con này xã An đàn này mà sáng này mà tin đó có tầm muốn đá mà giờ à thầu trở về là tư xin đất thịt rồi, thế thì mình làm cái khung cứng kia thì thoải mái chắc, còn bên này mình đổ bê tông vào là thoải mái chắc, nó không bị sạt đi xuống rồi đấy. Đấy thì có chỗ này mình sẽ đào kiểu đấy thì mình sẽ làm như thế thì sẽ không cần phải đá hộc và chỗ cái mặt bằng này này chỗ cái mặt này thì mình sẽ có bột đá này và những cái linh tinh ấy sẽ trải hết ra vào đổ láng cuối cùng luôn. Thế là thế là tôi nên tôi không biết hải tiêu thế thì nhưng mà yêu xa xa này một tí kia bây giờ đủ muốn nó chưa đủ thôi đấy, nó đổ hôm nay giờ xa còn một tí kia bây giờ ra này mà áp bự chứ mà chỉ chốt luôn đó, nên giờ tất cả giờ chỉ chốt mà nó từ một ra thôi yêu yêu họ chỉ không cháu thế sao chú sao mấy nó thấu mấy nó bắt thử vào sẽ đầu cái móng nhà này thì mà thấu cái nhà này ở trên tí lù ở trên tí, có nghĩa là như này anh hiểu rồi, hôm trước chú bảo là như này, có nghĩa là mình sẽ không để hở như này đúng không, có nghĩa là không để hở cái này mà sẽ xây dịch ra ngoài luôn đúng không, trẻ cỏ tàu bên trẻ cỏ tàu cứ trẻ thả tàu mấy cứ trẻ thả để đủ mừng đi thôi. Thế có mà trình a bên mà thiết trực bên a đá mà do a thô a giỏi bên lột bưu đá xong bên cống này thì mới đắm đất thì thì chỗ có nghĩa là sau này thì thợ vào thì mình sẽ dỡ hết cái nhà này đi để nó lấy mặt bằng và lúc nó sẽ đóng cọc đóng thẳng cái này đi để chỗ này cho nó đẹp luôn đúng không, thì cái móng ở đây mình sẽ là cái móng ở trong chỗ này luôn, bên này cứ làm móng luôn. Thì có nghĩa là chú ý chú là muốn là để giật cái nhà dịch ra ngoài này chứ không để rộng ra ngoài trước nữa gì. Thế là để đằng sau này đằng trước nó sẽ thừa hành lang bằng này kệ luôn. Nhá đúng không?
Đó chế làm gì to mà. Chứ mình không thể xây hết. Ví dụ đất này rộng như là mình cứ xây tà này là rộng quá. Nó sẽ là hành lang thôi, nó sẽ là hành lang với là sân thôi. Đó đó. Nhưng mà phải bé mà thiết trực bình à đó mà giờ apu mù sẽ mấy giờ nhớ tổ cá giờ giờ ô chế giờ ô thứ chí là mà mù giờ thầu nhà nhà mà họ tổ chức tàu thế. Bên này cứ đất thì xây mình nặng quá thì bên này mít chắc hơn. Không, với lại mình làm khung cứng rồi. Em bảo là hôm nay là mình sẽ không cho móng đá như bình thường bà con á. Bà con có nhiều hộ gia đình là bà con sẽ nhặt đá hộc về. Bà con giải ra như trong đề chia mình móng đá thì nó chắc, nhưng mà ở đây đất thịt với lại là mình như đã bà con đề chia mình là không làm cái móng ở dưới nhà đúng không? Đúng rồi. Vì bà con làm móng đá rồi. Đúng rồi. Sau này sợ gãy hay không thì bà con bảo móng đá thì nó chắc, nhưng mà sau này chỗ này đất thịt rồi thì chúng ta không cần đá hộc nữa, chúng ta chỉ cần một lượt đá bê tông như này thôi. Đấy, mình sẽ lấy bê tông này để mình lót ở dưới. Xong rồi chúng ta đổ một ít vữa vào và có cả bê tông là bê tông sắt thép kia thì là khung cứng rồi. Thì chắc chắn anh hỏi rồi thì cái khung cứng của mình làm như thế thoải mái. Bác thợ cũng bảo là như thế. Vì tại sao ông Hờ bảo là đào móng như thế mất công, làm sắt như thế thì nó quá chắc, nhưng mà công ông thợ là mất lâu nên là công nó sẽ cao hơn ngôi nhà để chia là như vậy. Đấy, thì em bảo chú là an tâm. Sắt tại sao mình mua nhiều chỗ kia là anh đã tính là trong chỗ này là đất này là sẽ không có đá như ở đề chia mình. Nên chúng ta sẽ không mua đá hộc nữa vì nó tốn tiền. Và cái thứ hai là công vận chuyển. Và cái thứ ba là móng đá như kia thì kể cả chúng ta giải một lượt như này thì nó vẫn sợ, vẫn bị gãy nhà. Thì chúng ta sẽ chơi vào khung cứng. Khung cứng thì sau này sẽ không ảnh hưởng gì hết cả. Đấy, em bảo chú là thế. Mà nếu cháu tôi bị tổn thì mình làm mà tao sáng nào mà nhận đa đa một đa. Sao chú có sao? Có cái nhà sao bên trên này thì cho bên ở dưới đấy rộng hơn một tí. Không sao. Thì xong rồi em bảo chú là chú dự định là bao giờ dỡ nhà? Sao thì càng tổ chức mà ông sợ có chỉ riêng. Chú có bảo thì mai chú dỡ nhà mà. Thế không kịp thì từ từ đi, cứ vội từ từ đã. Chú chọn nhà chưa? Chú chọn ngày để xây đào móng chưa? Không thì chưa xây chỉ sẵn. Thế còn ngày xây hoặc là đào móng ấy thì chọn ngày chưa? Nóng à, khấn muốn mà nóng nó cũng xảy lắm nóng. Chắc ngày nào rồi? Ủa chỉ tao xảy lắm rồi. Chưa chọn đi. Chọn đi để mình còn gọi thợ tính ngày vào. Thì mà dỡ nhà xong thì mới chọn được những ngày. Dỡ nhà chỉ mất một ngày thôi. Không cần phải, em chỉ cần biết là chú chọn cái ngày xây móng. Lúc đó dỡ nhà thì chúng ta dỡ trong một ngày là xong cái nhà này. Chắc chắn là phải một ngày cái nhà này. Nhà này rất là nhiều. Đây này, cái quan trọng là cái ngói thế này. Cái ngói âm dương này dỡ rất là lâu. Thì sẽ chọn cái ngày xây móng đi. Xong rồi chúng ta biết được ngày xây móng thì chúng ta dỡ nhà. Chỗ này có nghĩa là em bảo là chọn được khi đội thợ vào ấy. Thế nhá. Không phải khá tổng mốt chỉ kìa. Nó mong sa sai đòn không à bé mong mà thứ mấy sai đòn không tụt bên mà tạ chỉ do nông yêu rồi mà tụt bên mấy giờ gì mấy giờ gì u giờ cho lú ó lì ha à bé nó chết, nhưng mà mong mà là tiểu giờ lú xa lì mấy giờ gì chỉ xong là cái xong sao như nào em muốn nói gì, bảo là em mà tuổi con gì ấy. Thế để xem ngày đi. Dạ, vâng. Thì em với chú cứ xem ngày đi thì cái này sẽ dỡ mất một ngày. Xong rồi phải có mặt bằng xong thì thợ mới vào làm được nhá.
nó tụt bánh mà không à, tụt bánh mà không à, giọt đề lấy tên là lấy ngày của sử chứ không? Nông theo chỉ phụng gạo từ mình vào ô nông, nông theo nông sim gì thế? Giọt đề, nông giọt đề. Giọt đề mà thứ mấy nhỉ? Thứ mấy? Nó là thứ bảy. Xem lịch các chú ạ, vì đang nói bằng tiếng Mông thì em tuyên hiểu. Sao bảo là ngày nào? Chọn một con gì? Con chó đây này. Từ sau đúng không? Chọn là ngày con chó là xây được ngày 14. Đào móng hay là xây móng. Xây móng rồi. Còn đào trước cái gì? Đào vẫn thoải mái trước gì? Nó khớp bên chân. Đào thoải mái. Con chó đúng không? Ngày 14. Cầm lắm. Ngày 14 ở đây là đâu? Đúng rồi. Mộng Ngọ à? Đâu rồi? Chỗ này nó không hiện ngày đấy, chỗ thề xem lịch ở chỗ nào đấy? Thề hay xem ông thề này, ông thầy bói đấy. Ok, ngày 14 đúng không? Ừ, thì cứ xem ngày con chó đúng không? Anh về phải xem lịch kia cơ. Ừ. Thì nói chung là ngày 14 là thứ tư. Thứ tư đây này, anh xem này. Thứ tư thì thứ hai và thứ ba mình phải dọn xong. Thứ hai dỡ nhà, thứ ba đào móng, thứ tư người ta chỉ tính ngày xây thôi đúng không? Xây gạch hay là xây móng? Xây móng là đổ sắt đúng không? Đó. Thế thì thứ hai phải dỡ, thứ ba mà giờ khó chỉ kiến là khó khai mô này, khó khai mô đổ móng hay là đào móng, bây giờ khó khai mô mà chỉ xả mà khó từ xả nông khai mô chỉ mà chỉ xây mà khó khó khai mô nông xả nông khai mô chứ xả nông khai mô là nông đổ mà chỉ nông là chỉ nhẹ thứ gì mà chỉ nông là nông đổ kia từ trong thiên đào nhìn chỉ xả là thế chỉ xả mà xả nông khai nông khai chứ sao ngày đào gì? Ôi thế thoải mái kịp. Thì thứ hai, thứ ba dỡ nhà, thứ tư đào. Thế là thứ ba mới dỡ nhà thì thứ tư đào luôn. Ok, thế được rồi. Được. Thế thoải mái. Thế thì mình biết tính ngày để mình gọi thợ vào. Đấy, tối nay về gọi luôn thợ vào. Chắc chắn thứ ba phải có mặt ở trong này. Để thứ ba sẽ đo tiến hành xịt sơn, căng dây nhà, vì phải lúc đấy phải cả chủ nhà nữa để xem xây nhà này ok chưa, lùi về như này được chưa. Chủ nhà ok rồi thì lúc đấy bắt đầu thứ tư đội thợ tiến hành đúng giờ, đội thợ đào móng và xong ngày hôm đó là được ngày, không cần xem giờ đâu gì. Ok thế thôi được rồi đấy. Thế thì lúc chúng ta sẽ dỡ cái nhà này ra, ván viếc để gọn vào, để mấy nữa lấy ván xong rồi ông thề chỗ này phải ông thề cho thuê cái máy bào nhá. Máy bào còn không? Máy bào gỗ ấy. Còn không? Chỉ cho thuê trong cái thời gian làm nhà đây. Đấy, cho thuê trong thời gian làm nhà đi. Để về bào gỗ. Chúa biết bào gỗ để làm gì không? Biết bào gỗ để làm gì không? Không biết đúng không? Bảo là sẽ lấy mượn cái máy về bào gỗ này cho nó bằng đi. Máy thi bằng đi để làm cái cột đây này. Tin tổng sẽ bật ra. Bằng đi để làm cột đây này. Xấu thì sau này đổ bê tông thì nó sẽ nhựa, sẽ xấu hiểu không? Bào đi cho nó tâu đi. Vì mình không mua ván ép. Tin tổng sẽ chỉ để phim cha tỉnh kia phim cha. Vì mình không mua ván ép, mua ván ép vào mất tiền. Ván ép thì nó sẽ rất là đẹp nhưng mà nó sẽ mất thêm tiền. Thì mình đây, mình đang có ván thì mình sẽ mượn về mình bào đi, sau này đóng thành cái cột ở đây cho nó, vì bây giờ nó mà sần sùi thì cái cột của em sẽ xấu, còn nó phải nhẵn đẹp thì lúc đó cái cột của mình mới đẹp, đúng không? Vì mình không chát mà. Thế đấy thì mình sẽ làm kiểu đấy. Đấy thì lịch là như vậy. Thế ok được. Sa lọ dễ dùng thế. Dù sa dù lọ dễ dùng thế, tôi đủ thế dùng cậu thế. Chú cũng thích đẹp, anh thích đẹp thì bây giờ anh mà làm xấu thì bị Mạnh Thường Quân nói ngay, nên anh phải làm rất nhiều ngôi nhà rồi, anh phải làm đẹp.
chứ không phải làm xấu linh tinh. Ví dụ sau này cái cột xấu nha, mai các cô chú mạnh thường quân nhìn vào, ôi sao bằng này tiền mà làm cái cột xấu thế thì bị chửi chứ. Nên là mình phải làm đẹp, kể cả mình cố thêm một tí làm nó đẹp. Ừ. Đấy, nhưng mà chiều ngày hôm nay là anh thấy là có nhiều người vác gạch hơn đúng không chú? Chiều nay chắc sáng này đi thu bóc cừ rồi, tâu rồi, bây giờ lại đi ra lấy gạch đây. Đây. Được bao nhiêu viên rồi? 9, lớp 9 rồi, phải chấm công đây này, câu đây này, rất là nhiều người. Anh này làm phát 3 viên này. Xếp thấp thấp luôn nhá, không xếp cao quá nó đổ đấy, chúa nhá, bảo các anh ấy. Đây, chủ nhà chấm công đây. Ôi, sứa ơi, xếp thế rồi. Không xếp cao nữa, đổ đấy. Sử xếp thế thôi, không xếp cao quá nó đổ đấy. Chủ nhà đang đếm công để cuối ngày sẽ tính tiền. Rồi nhá. Vâng. Đây. Chiều nay là đông người hơn mọi người này. Đó. Chú này. À không nói được à? Này lên một chỗ à? Nếu é rồi. Sẽ là khỏe. Cái này 3 viên. Viên thử ra. Nọc khỏe chắc là mẻ lạ. Mà viên luôn. Tao hay mở hô luôn. Em này nghỉ à? Nghỉ à, để thanh toán tiền à? À. Đấy, mọi người thấy đấy, đây thì cũng đang có rất nhiều người. Đây, chỗ này có bốn bác với cả em bé này cũng bác giỏi nhờ. Giỏi đấy. Đây, tao còn bao lâu gì đó. Đây, bốn người lớn. Em bé kia nữa. Ờ, bé chứ chứ. Giờ bé chứ, bé chứ chứ. Đi lũ đó thế mà bé chờ xa, bé chờ, bé chờ xa chết chứ. Mà tụi éo lúc đó mà tao kịp lót chào. Em tao kịp lót chào mà mua thế đi. Tụi éo lúc mà lót chào. Còn trò lúc lót chào, còn trò lúc lót chào mà. Nó xả lưu rồi. Mà mình dữ con này mà cứ đi lúc, cho cứ đi lúc lớn thế này. Xe mà nó cứ đi lúc mà nó đó mọi khu nữa mà. Cho cứ lúc mà thì có trò lúc mà bắt chọc xin là thế hụt. Mà như ế thật tay ó. Thành ra ở đây bên gạch nó lên thành 14-15 nghìn. Sắt hả là em bù chìa luôn
sáng nay vắt vắt bột chè, vắt bột chè thì là bột chè thì 40.000 set. Ở chè 40.000 sáng nay được 40.000 nữa, mà ngày được gần 100.000 rồi, chẳng qua đi nghỉ sớm. Không đấy đâu. Chiều nay. Về đi nghỉ nữa. À chiều nay đây gì? Chiều nay tất từ bao giờ luôn thì mình có 40.000. Ừ. 40.000. Chẳng qua nắng quá, nếu mà râm râm ấy, hoặc khéo bà con lại thích vác trời mưa nhá nhỉ. Vác trời mưa lại không mệt. Trời mưa thì nó mát hơn, nó không. Nếu không ra mồ hôi thì nó vác nó vẫn mệt thôi, nhưng mà trời mưa thì đường nó hơi trơn tí. Ừ. Là đi là thích hơn. Đang đếm để chấm công để gửi tiền đây mọi người. Bạn nào là ứng tiền là ứng luôn, vì ứng xong là sẽ đi mua nước và mua kem luôn đấy, đúng không? Kem đây trong này bán bao tiền một que cái kem kia? Bán. Bao tiền một que? Cái kem vàng vàng đấy. 2.300 que. À, 2.300 que. Thế là cứ làm một viên luôn là đi được 3 que rồi. Đấy là ăn luôn. Ôi, đây câu chú này. Em Duyên đang đi bộ xuống đây này. Mấy em trai đang vác lên đây. Đường chỗ này nó khá là dốc, nó là trơn, đúng là ở... Đúng là theo một cái địa hình của bà con trên này nó rất là hay. Mỗi gia đình nó ở tập trung ở một chỗ nơi khác nhau vì đất gia đình nó không có được. Em đeo vác này. Nhọc nhất là đoạn dốc này. Này, cậu bé này còn đi trên đất này không đau à? Ôi không đau á? Ôi, đi quen rồi. Chứ vẫn đau chứ. Làm gì có chân nào không đau. Gia đình chúa thì chúa cũng có là chú thím này, chị dâu đấy. Cũng đến chị dâu là đến hộ nhá, chứ không lấy tiền nhá. Chị dâu khỏe, cứ hai viên một. À, cậu này là vác vứt ở đây mọi người này. Hay là có hợp đồng với ông nào nữa, ông nào chở xe lên đây đây. Đấy. Rồi em này sẽ vác lên. Thằng nào thấy cậu này đi nhanh thế. Em Tuyên xuống bên dưới này thấy gạch là tả ở dưới này. Xe máy này, ai à. Xe máy Winner. Đi đường này. Đường này cho em Tuyên đi, em Tuyên cũng không dám đi đâu. Các là đi mô tô địa hình đâu. Có nghĩa là chỗ này các bé này là đi hai chuyến mọi người ạ. Đường dưới kia thì vác vứt hết đây này xong rồi này, vác lên này. Đây này, các cậu này. Ở đây được cái con nước và con mệt cái bà con ra rửa mặt chân tay luôn, nhưng mà như thế nó hay bị sốc nhiệt lắm. Ai mà yếu là bị cảm luôn đấy. Đấy, vác ở kia xong để đây xong rồi vác lên. À, vác một chuyến gần luôn. Xe để chỗ này được ấy nhỉ anh? Để này không sợ trôi em? Không trôi rồi mấy. Ờ. À, côn rồi. Đi tắm về đấy hả? Trời nóng là đi tắm liên tục ấy. Tắm về. Ờ thôi em ăn đi, anh cảm ơn anh vừa ăn rồi. Anh vừa ở trên kia anh ăn rồi. Cảm ơn em. Ừ. Về là cứ phải dùng kem cho nó ướt. Hạ nhiệt mọi người ạ. Này. Em trai này cứ nóng vắt là xuống vã nước luôn mọi người. Wow.
Đây các chú thấy này. Ở đây thì lúc nãy là có mấy em kia là xả nước vào người ấy. Xả nước vào đây thì có xe trượt thì không trượt được lên đâu. Kể cả đi bộ nó trơn này. Có chưa hết. Không đi được này. Này. Để này khó lắm. Không phải xả nước thì cái dây thộng rồi. Dây thủng á? Có dây thộng rồi. Có một em trai thì nước sụa bỏ vào ấy. Đây này. Chào anh nhá. Vâng, bây giờ thế này. Ai trôn nữa vào đường bên này không đi được. Không đi được. Cái dây thỏng rồi, không phải người ta trôi ấy. À, bị thủng rồi. Wow. Đấy. Vì nó trơn quá, đi không đi được. Đây này. Phải đi lên trên bờ này thôi. Đây cô chú ơi thì 2.500 viên gạch không biết bao giờ mới hết được. Đấy. Đang đứng ở trên này. À kia là bột đá đến rồi mọi người nhá. Bột đá đã có chuyến đầu tiên ở kia là chắc là 4 khối đây. Bộ kia là 4 khối đây. Cái gì? Bây giờ thực ra nếu mà có như kiểu cái đội hôm qua chở gạch ấy. À, đội hôm qua chở xi ấy, họ ra chở gạch xong một người em ở kia lại chở lên như kiểu kia thì nhanh. Mà đỡ mất công hơn. Nắng. Không thở được. Không nhìn thấy trời nữa. Không nhìn thấy trời nữa. Anh thấy hoa hết cả mắt rồi đây. Ăn ăn. Đây chị của chúa mà ăn không được cơm không cũng không được rồi. Bắt một chiếc mà đi chết sao thì trơn quá từ thôi. Đây thím cõng hai viên. Em trai nói chuyện rất là hay. Nhưng mà Pelu là không đi được đấy. Nặng đấy, con trai thôi. Ô, nhưng mà Pelu thì vào em thì em không đi được đâu đấy. Thế là ba bia thì 45 kinh. Ba bia 45 kinh đấy. Có mà. Bố bia thì mà 60 rồi. Bố bia 60 ấy. Ồ, tờ cái này trốn cho nhau cổ đúng không? Cổ chi 15 cân. Đây, các bé này ra đây đúng không? Ủa, chín các bé này rất hay nhá. Cõng xong phát là đi ăn kem luôn. Đấy. Đấy, để có tiền đi ăn kem là đi xuống cõng một hai viên xong rồi đi ăn kem luôn. Phải không mẹ? Cười. À, đây này các chú xem này. Ngày hôm nay thì tăng cường lên nên là rất nhiều các bé. Này. Anh trai kia hai viên trên này, ba viên. Đây. Vác à? Ba mươi lăm độ cậu chú ạ. Đây. Chú này là không nói được anh. Ở nặng quá. Chú này thì có cách điệu mỗi người một cách điệu.
Anh trai này buộc kiểu gì đây? Cho sau sau lưng à? Vâng ạ. Thế ạ, đúng không? Bây giờ cứ đi mỗi thôn, mỗi xã, mỗi nơi có một cách vận chuyển vật liệu khác nhau. Đúng rồi. Đi qua máy lầu thì đi sang sông. Đúng rồi. Hạ xuống sang sông kéo bằng cái máng xanh kia. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ còn ở bên Ha Cá này thì nơi vác từng tí một. Mỗi người một kiểu. Mỗi người một kiểu, mỗi nơi một kiểu. Vác từng người một. Nói chung là đấy là đến vì một cái mục tiêu cuối cùng là để có một ngôi nhà đẹp đấy. Chứ không hề đơn giản là để có ngôi nhà đẹp được. Nhìn những viên gạch lên tự nhiên có làm sao có những hàng gạch đẹp như thế. Để gạch đẹp như thế thì phải qua trải qua những công đoạn vật chuyển vật liệu như này. Cái mà vất vả bà con. Vất vả, kinh phí nó tăng thêm. Đấy. Anh này sẽ gùi cổ này. Điệu của này thì có vẻ nó dễ hơn, nó chặt nó dễ hơn. Đây, nhanh thật. Vâng, các cô chú ạ. Thực sự là em Tuyên đứng ngoài này thôi mà mồ hôi nhễ nhại luôn, không thể chịu được luôn. Thế mà đây, các anh đây cũng vì những cái thứ nhất là giúp bè chúa, cái thứ hai là cũng vì những kiếm thêm một phần kinh tế cho gia đình mình. Nắng nắng dã man luôn, quá là oi luôn. Không thở được, không, đặc biệt ở đây là không có gió cơ mọi người ạ. Thấy không nhỉ? Không? Ở trong thôn này đặc biệt nó không có gió mấy cả. Ôi anh ạ, trong này không có gió. Thôi thì bây giờ còn 2.500 viên để cố gắng, nó biết làm sao. Chắc bây giờ thì cứ mình tính sơ sơ ra chắc được rơi vào tầm 300 viên, hơn 400 viên thôi. Nhỉ? Chứ... Ừ, đây. Hôm nay là giá khênh gạch là 2.500 rồi. Anh này làm 3 viên à? Các cụ bà cũng ra mọi người à, để thầy có thể quay gần vào để cho các cô chú xem đấy. Ôi thật sự luôn. Thôi thì các cô chú ơi thì cũng vì một mục tiêu chung, vì một tương lai chung cho các cháu nhỏ mồ côi không có cha có mẹ, được các mạnh thường quân giúp đỡ một ngôi nhà thì hy vọng là nó sẽ đến cái ngày hái quả. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng vận dụng cái công thức là kiến tha lâu thì cũng sẽ đầy tổ, cứ từ từ mọi người ạ, xong rồi sẽ thành công thôi. Còn em Tuyên hy vọng là qua những cái thước phim như này có thể nhận được những sự hỗ trợ của cô chú với bớt phần nào về cái phần vận chuyển kinh phí. Nói thật mọi người như vậy. Còn ở đây thì em Tuyên xin thưa với cô chú là kinh phí của các mạnh thường quân là cho em Tuyên dao động vào trong khoảng 110 triệu đến 120 triệu là cái kim. Các bạn ấy bảo là nếu mà quá thì nó hơi khó này, thôi thì khoảng dao động trong 110 triệu thôi. Nhưng mà hiện tại em Tuyên tính sơ, cái tiền kinh phí của cái ngôi nhà này hiện tại hôm qua tính ra thì tối hôm qua về đã tính sơ cái tiền vật liệu chưa có cửa tôn, vì hôm trước là tiệp chưa tính xong. Em Tuyên mới tính các vật liệu như gạch này, bờ lô, xi măng, sắt thép, xà gồ này, là tính với cả công thợ nữa thì nó rơi vào gần 95 triệu rồi. Còn hơn 20 triệu nữa thôi. À 95 triệu chỉ còn 15 triệu nữa thôi. Đấy, thế mà chúng ta còn chưa có là đinh này, dây thép này, các thứ mà còn chưa trừ tiền ăn 2 triệu tiền thợ, tiền thức ăn của thợ này, và trong tiền ăn của thợ rơi tầm 4 triệu nhỉ? Đến đấy. 4 triệu đấy mọi người. Đấy nên là chỉ còn 10 triệu nữa thôi. Mà nhà chúa còn rất nhiều việc phải chi, nên là em Tuyên chưa dám chi vội. Nên là cũng mong rằng nếu được sự trợ duyên của cô chú thêm, hỗ trợ một phần kinh phí thì tốt. Còn đây, sau này các cô chú hỏi là nhà vệ sinh có lát hay không, thì mọi người em Tuyên xin trả lời luôn bây giờ này. Không có lát nhé mọi người nhé, không có lát gạch. Bệ thì mua cái bệ cũng là rẻ tiền thôi. Đó. Nói chung là xây một cái ngôi nhà nó cũng không thể được hoàn mỹ hoàn toàn, không được cái gì, chi phí nó không thể đẹp đẽ được hết mọi người nhé, nên là mong tất cả mọi người bỏ qua. Còn bây giờ thì thôi, thì oải lắm rồi, xin phép các cô chú xin chào mọi người. Hy vọng là nhận được những cốc cà phê, những bữa ăn sáng của cô chú giúp đỡ cho gia đình được phần nào kinh phí vận chuyển nhé. Còn bây giờ em Tuyên xin chào thôi.